Đây là ngay công trình mới nha các bạn. Trước giờ mình bơm đã đầy cái lớp dưới của mình đã ngưng thời gian nè. Cho cô bé sửa xong rồi giờ mình quay lại bơm tiếp tục. Dựng đê lên xong rồi nè. Giờ mình vô lắp ống lại. Đây bữa đó mình gỡ ống cho cô bé làm mà gỡ tới đây nè. Giờ mình lắp lên. Qua con đê cái là bơm. Đây nãy giờ mình mới vừa lắp xong nha các bạn. Quá cao rồi. Bơm đi, bơm đi. Rồi, để dưới bơm. Bị bơm đó. Bắt đầu nước lên nè các bạn. Quá xa mà. Đây nãy giờ cát mới tới nè. Cát này. Đây đông cát rồi, cứ bơm giờ đó quá khô luôn nha các bạn. Vàng lắm.
cái đê này giờ cũng chưa hoàn thành các bạn, còn đất ngoài này chờ bơm cao lên được ta sửa lại cho nó ngay. Đây có cái ổ gừng luôn các bạn. Tái nữa. Quả trái rồi, quả chín rồi. Đây chiếc nhóc chưa nó. Đây trái này. Nhóc cái thôi. Quá nhiều cái luôn. Đây cái ổ này đã chín rồi. Tắt khóa nước chưa chảy được nghe các bạn, đường thông nước nằm ngay giữa nè, giờ này cũng sắp hết ga nè. Tại quá chuyển mưa đây mình đã xuống tới ga An Tính nghe các bạn, ga An Tính là đại giác. Thank you.
đó lẹ. Còn máu gam luôn rồi. Máy cái nè, à không, gà mày luôn, quá chừng chuyển mưa rồi, mệt mù mới khói hết. Dùng dây bên kia đi, mở cho quay đầu luôn. Anh tính mở lái tự động cho nó ghe quay luôn nè. Quá chị người nó hụt ha. Giờ tại đây nha các bạn.